nó là giống như một mảnh đất sình lầy đâu. Chung cư không là chung cư, chung cư cao cấp. À, bên đây còn vẫn còn những rặng dừa nước. Bá sớm nhà giàu thì lúc nào à, nước sông lên nè. Dạ, xin y thân ái mến chào anh chị và các bạn. À, bây giờ thì khoảng 5 giờ 30 phút ngày 4 tây tháng 1, 2022. Xin y đang đứng ở một con đường mới. Xin y đang đứng ở quận 7. Xa xa lại có những cái chung cư cao cấp Him Lam quận 7. Và đây là dòng kênh Rạch Ông Lớn. Cái hướng kia là bên hướng Bình Chánh anh chị. Trung Sơn đó, bên Trung Sơn. Và với video clip này, Sunny cũng xuất phát từ đây, đứng ngắm hoàng hôn chút xíu rồi dẫn anh chị chúng ta đi về cái hướng Nhà Bè. Hôm nay là đi ngoại thành, giờ này là giờ tan ca tan sở làm. Đường phố thì cũng rất là đông, đường này là đường mới thôi nên chính vậy lượng xe không có nhiều. Sunny sẽ về Nhà Bè với con đường Lê Văn Lương nha anh chị ha. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị. Đi một vòng để gửi anh chị có những cái hình ảnh rất là sắc màu. Sắc màu cuộc sống đó anh chị. Sắc màu cuộc sống chỉ là một con đường thôi mà nó tách biệt giữa giàu và nghèo. Nên muốn gửi anh chị vài hình ảnh của Sài Gòn. Nước sông đang lên thì có một số người câu cá. Rồi bây giờ chúng ta đi nha anh chị ha. Đường phố thì cũng rất là đông đúc. Mời anh chị lên xe. Nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Bắt đầu là đường phố lên đèn, xa xa là những cái chung cư cao cấp của khu vực Him Lam. Cái hướng Sunny đi cũng là cái hướng về Phú Mỹ Hưng. Đây là một con đường mới thôi, mới mở sau này thôi anh chị. Ngày xưa thì kênh rạch chằng chịt lắm, mới mở sau này thôi. Đường phố Sài Gòn thì nó có rất là nhiều thay đổi nhiều lúc mà Sunny còn phải là bất ngờ nữa mà anh chị. Nói chi những anh chị xa Sài Gòn đã lâu. Thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay thì buổi sáng lại buổi chiều nó hơi mờ sương. Bây giờ thì nhiệt độ thì khoảng là 29 độ C anh chị. Nó hơi se se lạnh. Nói chung là đối với khí hậu này nó rất là mát mẻ. Được chở anh chị đi như thế này là rất là thích. Rồi, đây là chúng ta sẽ về đại lộ Nguyễn Văn Linh nha anh chị ha. Dòng xe nườm nượp tấp nập. Hướng mé bên trái là dòng xe ta chở chạy về hướng quận 4. Còn dòng xe thuận chiều Sunny là ta chạy về Nhà Bè. Đối với con đường này thì chúng ta cũng có thể đi
Cần Đước, Cần Giuộc, Long An anh chị. À, Sunny đã trải nghiệm con đường Lê Văn Lương, đi Cần Đước, Cần Giuộc, Long An rồi. Có rất là nhiều cây cầu sắt giống như mà đi vùng sâu quê vậy đó. Rồi đi qua những chuyến phà cũng rất là hay. Lê Văn Lương, bên đây là quận 7, qua bên đại lộ Nguyễn Văn Linh đó là nhà bè rồi. Người ta tan ca đi làm về đông lắm. Xôi bánh phồng sầu riêng 18.000. Ở đây mà bán xôi thì nên phủ lại một cái tấm ni lông để như thế này thì nó bụi, mắt thường thì không thấy nhưng mà xe cộ đi ngang thối bụi rất là nhiều. Giờ này bắt đầu mọi người đi làm về gì, tất bật về nhà. Và cũng có những cái nơi phố ẩm thực, ăn uống bắt đầu lên đèn, hoạt động kinh doanh về buổi tối. Đó, băng qua đại lộ Nguyễn Văn Linh nha. Đi ở đây thì đối với xe hơi cũng rất là ngại. Đại lộ Nguyễn Văn Linh này nó có rất là nhiều cái lane mà mình có thể là mình đi mình bị phạt, công an giao thông phạt. Nên cái việc mà từ ở dưới tỉnh mà lên Sài Gòn đi mà không biết là sợ lắm chị. Đây là một cái khu vực chạy qua cầu Rạch Đĩa thôi thì chúng ta sẽ có những cái chung cư nhà bè. Nhà bè không ngờ ngày hôm nay mà nó thay đổi. Cầu Rạch Đĩa. Vậy chứng tỏ là cái rạch này ngày xưa có đĩa rất là nhiều nên ta gọi là cầu Rạch Đĩa. Sunny không biết nha anh chị ha. Thấy nó rạch đĩa thì chắc có đĩa. Đó anh chị thấy. Trước mặt anh chị đó là một dãy chung cư. Ai nói nhà bè bây giờ nó là giống như một mảnh đất sình lầy đâu. Chung cư không là chung cư, chung cư cao cấp. Nhưng giàu đó, nhưng mà cái nghèo nó cũng sát bên. Một lát xin đi sẽ đi vào những cái chung cư này để gọi anh chị. Giờ chúng ta sẽ kiếm con đường để đi Lê Văn Lương nha anh chị. Kẹt xe nè, đó. Mọi người ta buôn bán thì ta miếng thịt miếng cá bán quanh lề đường như vậy. Đây chiếc xe bán bắp. Rau củ quả đồng giá 10.000 một ký. Quần đùi nam 4 cái 100, áo thun nam 4 cái 100, quần đùi nam 4 cái 100, áo thun nam 4 cái 100, quần đùi nam 4 cái 100. Đây mình sẽ quẹo phải nha anh chị ha, một lát mình sẽ khám phá cái khu vực này sau. Ba
đó là thuận 25.000 ký, 25.000 cây ngọt, 6.000 bó, 6.000. Anh chị thấy khi mà có những con đường lớn như thế, có những cái chung cư cao cấp như thế thì cây cầu nó cũng khác anh chị. Cây cầu là cầu bê tông, nhưng mà đối với cái dòng kênh rạch đĩa đây là, ở đây là cái cầu sắt đó, Lê Văn Lương, để cho anh chị coi cây cầu sắt nha. Đó, đây bây giờ anh chị thấy một con đường nhỏ hẹp, khi mà đi sâu vào mé bên bên trong đó anh chị, thì nó là một cái xóm nhà cũng lụp xụp lắm, đồng không mong quạnh. Một lát Sinh Y sẽ quẹo lại nha, đi như thế này để anh chị thấy bà con buôn bán. Tâm số tung thẻ nữa ký 60 số luôn. Chợ buổi chiều. Cái này là cái hướng đi ra đại lộ Nguyễn Văn Linh lại anh chị ha, để anh chị thấy cái việc buôn bán hai bên. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cây cầu sắt, hy vọng rằng cầu sắt không còn, tại vì nó cũng đang có một cái dự án xây cầu không biết chừng nào. Cầu rạch đĩa 1 đó. Đây, cây cầu sắt chúng ta sẽ đi qua rồi chúng ta đi lại nha anh chị ha. Cái nét quê, cái nét miền Tây sông nước vẫn còn giống như xưa đó, rần rần như thế này. Bên đây còn vẫn còn những rặng dừa nước. Các tiểu thương buôn bán thì quần áo kéo dài ra đại lộ Nguyễn Văn Linh luôn anh chị. Rồi chúng ta quẹo lại, chúng ta đi thẳng về cái hướng Cần Nước, Cần Giuộc nha anh chị ha. Tất nhiên là mình không có tới đâu anh chị. Rồi xe hơi qua mình đi cho nó dễ dàng. Chúng ta xuất phát từ bắt đầu đầu đường Lê Văn Lương, khu vực Nhà Bè. Tới đây thì Sunny sẽ chạy thật chậm để anh chị thấy cuộc sống mọi người buôn bán. Những chiếc xe đồng giá
máy trái là những cái chung cư đang bắt đầu trong giai đoạn hoàn thiện. Còn bên đây thì cuộc sống thì nhà cửa cũng có nhà kiên cố nhưng mà cũng có nhà tạm bợ. Phước Kiển, Nhà Bè, Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, Nhà Bè, khu vực này anh chị. Ngày xưa mà nghe nói ấp xã thì chúng ta nghe nói một cái vùng thôn quê anh chị ha, làng ấp xã. Nhưng mà nói đến ấp ngày hôm nay thì nó không khác gì ở Sài Gòn. À, bây giờ thì có những chiếc xe đẩy này nè, người ta chạy khắp nơi. À, khi nào có lực lượng chức năng đuổi hay là léo lên xe chạy qua con đường khác. À, đây là một quán nhậu. Người thì ít tiền thì nhậu lề đường, còn người nhiều tiền bắt đầu vô máy lạnh hoặc là những nhà hàng sang trọng có tiếp viên trẻ đẹp. À, không có gì, bữa nay là ngày 4 Tây tháng 1 2022, ngày 31 Tây tháng 1 là chúng ta là mùng 1 Tết rồi. Thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Khu này bây giờ nhìn thấy cũng buổi tối thì người ta buôn bán cũng đủ thứ hết, thức ăn, thức uống, trà sữa, gà rán, hành tiêu, tỏi, ớt, ôi quá trời trời. Cũng có những cái dãy chung cư anh chị. Lần đầu tiên là buổi tối là Sunny mới đi con đường này á, đi con đường này chỉ ban ngày thôi. À, hôm nào Sunny sẽ đi cái hướng mà Phú Xuân, Phú Xuân Nhà Bè anh chị ha.
đi buổi tối để anh chị coi Phú Xuân Nhà Bè dạo này như thế nào. Cũng nên gửi anh chị những cái hình ảnh buổi tối như thế này. Nhìn thấy cuộc sống thì cũng rất là nhộn nhịp, nhà nhà đều buôn bán, một tín hiệu vui cho những ngày Tết sắp tới. Đây là nước sông lên đó anh chị, cứ đến rằm, thường thường lớn ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 nước sông dâng lên. Thì những cái khu vực này thì vùng trũng nó ngập. Bữa nay thì không ngập mấy, mấy bữa thì ngập nhiều dữ lắm. Sâu sâu ở bên trái bên phải có những con hẻm, nhưng mà buổi tối thì Sunny cũng rất là ngại, không có khám phá. Thời buổi này Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, thì đâu có biết được anh gì, chỉ ban ngày thôi. Ban ngày thì mình đi thì nó sẽ đỡ hồi hộp hơn. Cuộc sống Sài Gòn thì rất là khó khăn. Qua cái dịch cúm vừa qua thì có rất là nhiều doanh nghiệp phá sản, nó kéo theo rất là nhiều nhân viên phải nghỉ việc. Thì việc kiếm bây giờ kiếm công ăn việc làm cũng khó, theo đúng những gì mình mong muốn khó lắm. Giờ mình đi đoạn này để anh chị hiểu được con đường Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè như thế nào. Và bây giờ là tiếp tục Sunny sẽ tìm một con đường khác để đi qua cái xóm nhà giàu cũng song song kế bên đây thôi, để anh chị thấy một cái hình ảnh đối lập giữa nghèo và giàu. Không biết là có con đường nào để băng qua hay không nữa đây. Cứ đi một đoạn nữa anh chị ha.
có rồi. Chạy xuống tuốt ở dưới là cái cầu sắt, không có rồi. Trời ơi, bán son đồ quá trời. Cầu ống bốn rồi, tới đây xin đi quẹo trái để tìm đường về xóm nhà giàu nha anh chị ha. Còn đi thẳng ra là về Cần Đước, Cần Giuộc, Long An. Con đường này sao nó vắng dữ vậy trời. Con đường này thì xin đi chạy nhanh chút xíu, hy vọng là không có bị lạc. Bị lạc buổi tối mò về đường về nhà cũng mệt lắm. Đây cái hướng là đi về Phú Mỹ. Nhộn nhịp mà một tí gì con đường đó thôi. Đây là một cái đất dự án. Hai bên là đất dự án anh chị. Sau này chung cư nó sẽ lên con đường này sẽ rất là sung túc và rất là khác lạ. Hy vọng là trên con đường đi về cái hướng xóm nhà giàu thì không bị ngập nước. Hiện tại là nước sông đang lên, đang dâng mép đường là anh chị thấy nước là lên rồi đó. Ngập nước mà bị tắt máy là khổ lắm, dắt bộ từ đây mà dắt về dắt đuối á. Trời, con đường này không biết đi đâu luôn trời. Không sao anh chị, chỉ là có con đường có người là đi được ra. Tại xin đi bí quá thì theo định vị của điện thoại di động đó rồi về. Trời, con đường này nhìn nó heo hắt quá. Tối khuya chút xíu là không dám đi con đường này. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Bây giờ mình chế lại. Đèn Nha Bè ngọn tỏ ngọn lu. Đèn Mỹ Tho bây giờ chế lại. Rồi cái cầu gì nữa đây? Cầu Cổng Vinh. Trời ơi xa quá, sớm nhà giàu nó xa ơi là xa luôn. Chạy mù trời luôn. Đó, bây giờ cái hướng mà tìm cái con đường để mình về cái
cái xóm nhà giàu. À, cái video clip thì nó hơi dài tí anh chị ha. Nhưng mà thôi, gọi anh chị, chúng ta biết được cái phước kiển nhà bè nó như thế nào. Đó, nước sông lên nè. Rồi, để coi cái bảng phía trước nè. Nếu mà đi thẳng á, là chúng ta Huỳnh Tấn Phát, quẹo phải là, quẹo trái là trung tâm Sài Gòn. Quẹo trái. Rồi, cái đường này là về sớm nhà giàu đó, quẹo trái thôi. Lâm tùm la đường xá gì. Thôi. Phía sau lưng Sunny đi, nếu mà đi xuống đó là về Phú Xuân nhà bè đó anh chị. Bây giờ là mời anh chị theo xuôi theo con đường này để chúng ta về đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mình đi vào cái khu nhà giàu, nhưng mà đoạn này thì Sunny cũng xin phép anh chị Sunny chạy nhanh hơn chút xíu nha. Chúng ta băng qua cái xóm nhà giàu. Đường này tối héo hắt quá.
cái khu vực này là chỉ tương lai thôi chị, chứ bây giờ thì thấy đường xá thì nó cũng còn xe tải đồ quá nhiều, con đường này cũng rất là nguy hiểm. Đó, sớm nhà giàu thì lúc nào lề đường cũng có những chiếc xe hơi đậu, những cái nhà hàng, quán ăn. Nước ở đây nước sông nó lên đó. Nước sông ở đây nó ô nhiễm là gì, nó hơi có mùi hắc hắc chút xíu. Ta đi vào một vài con đường ở khu xóm nhà giàu anh chị ha, xóm nhà nghèo rồi bây giờ là xóm nhà giàu. Từ công trình kiến trúc, đường phố, cách buôn bán nó cũng khác so, nó cách xa. Bệnh máy xe container nguy hiểm. Quẹo vô cái xóm nhà giàu. Đây là một cái khu mà biệt lập thì chúng ta không có thể vào được. Chúc mừng năm mới. Mình thì cũng không có vào bên trong đó được anh chị. Mỗi lần ra vào khó lắm. Rồi đi vài con đường nữa anh chị. Đầy quyến một cái dãy chung cư quá trời. Nói về cơ sở hạ tầng ở đây nên thì nó cũng chưa có thể gọi là hoàn thiện. Chúng ta quay ra một
mỗi lần vô, bây giờ chung cư giờ nó mỗi lần vô là phải lúc nào mình cũng phải giữ cái thẻ. Ví dụ như bên chỗ Sunny ở đó thì Sunny lúc nào cũng có cái thẻ, cứ đưa vào đưa thẻ quẹt một cái thế là trong máy để là nhận diện ra chiếc xe, nhận diện ra cái mã thế là mình vào. Thì đối với người ngoài vào á thì phải có một cái thẻ mới và cũng thường hỏi là đi đâu kiếm ai đó, thường thường là như thế. Chúng ta quẹo phải nha anh chị ha. Cái này là một cái khu vực nhà bè nhưng mà nó giáp với lại Phú Mỹ Hưng, thì cái này tương lai 10 năm sau thì nó khác, thay đổi rất là nhiều. Cuộc sống thì càng ngày thì cái việc phân cấp giàu nghèo nó sẽ rõ rệt, rất là rõ rệt. Nhưng mà đối với khu vực này đi á, ở khu vực này hiện tại là đi vô trung tâm thì nó cũng rất là mệt mỏi, thường bị kẹt xe. Muốn vào trung tâm thì cũng phải là đi qua cái quận 4 rồi mới vào khu vực trung tâm. Đây là một cái khu biệt thự. Ở mé bên phải nè anh chị. Tới đây bích lối rồi. Mình quẹo ra anh chị ha. Chung cư cao cấp ngày hôm nay thì nó có rất là nhiều tiện ích. Công viên, cửa hàng tiện lợi, hồ bơi, rất là nhiều dịch vụ, cà phê, nhà hàng, quán ăn, đủ thứ hết. Thường thường thì những cái chung cư cao cấp này thường thường là mua thông qua chứng minh thu nhập, vay ngân hàng để trả dần dần 5 năm, 10 năm, 30 năm tùy theo cái số tiền mình trả ban đầu bao nhiêu. Rồi bây giờ mình đi ra nha anh chị ha. Xa xa thì có những cái dãy chung cư nữa kìa, nhưng mà cái đó chung cư đang giao thì tương lai ở đây nhìn rất là sung túc, nhộn nhịp. Thì nhưng mà song song đó thì anh chị cũng thấy bên mé bên kia đường mà lần đầu tiên mà xin đi mà đi cầu sắt đó lại là một cái nơi mà buôn bán thì nó nhà cửa thì nó chen chúc nhau đó, đi đưa đó. Mà xin lỗi anh chị, xin đi không có thẻ và cũng không có người quen nên cũng không có vào đó để quay cho anh chị, nhưng mà thấy con đường rất là sạch sẽ, có bảo vệ 24/24, rồi những ánh đèn nó trang trí cho cái khu biệt thự đó. Đây, cái này là về đại lộ Nguyễn Văn Linh nè anh chị, qua cầu Rạch Đĩa phía trước.
hôm nay thì tối hôm nay Sunny đã mời anh chị chúng ta xem cái vùng đất Nhà Bè Phước Kiển như thế nào nha anh chị ha. Một bên á thì nó hơi lụp xụp, buôn bán lề đường, xóm nghèo là như thế. Còn một bên chung cư cao cấp, công viên, những quán ăn, những cái khu biệt thự, biệt lập đó, để anh chị thấy cuộc sống ở Sài Gòn nó có sự tương phản, chỉ là một cái vùng đất nhỏ thôi đó, để anh chị hiểu được cuộc sống Sài Gòn. Đây là một cái hành trình lang thang Sài Gòn, lang thang Nhà Bè của Sunny đã gửi cho anh chị những hình ảnh đó. Nhưng cái clip này Sunny cũng cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh Sunny. Anh chị nhớ like, share và chưa đăng ký thì đăng ký kênh. Và không quên kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip mà lang thang tiếp theo. Đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh, và hướng này là về Nhà Bè. Rồi, xin đi chào, mến chào anh chị nha. Bye bye, hẹn gặp lại.